Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hưng Yên về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng lãnh đạo các bộ, kế hoạch đầu tư, tài chính, nội vụ, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, trưởng đoàn công tác của Chính phủ đề nghị tỉnh Hưng Yên báo cáo tập trung những vướng mắc cụ thể cần Chính phủ, các bộ ngành trung ương tháo gỡ để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung các vấn đề về công tác quy hoạch, phát triển công nghiệp, công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vấn đề về đất đai, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên trong đoàn công tác của Chính phủ, mà cụ thể là các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương, cần xem xét, nghiên cứu một cách trách nhiệm để tháo gỡ những kiến nghị đề xuất mà tỉnh Hưng Yên đề cập. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã nêu một số khó khăn vướng mắc về chỉ tiêu sử dụng đất, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên, giải ngân và triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư công, khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, trong triển khai dự án đường vành đai 4 và những khó khăn vướng mắc trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Tỉnh Hưng Yên đề nghị đoàn công tác Chính phủ quan tâm giải quyết về một số vấn đề. Hưng Yên cũng nhiều các tỉnh khác cũng rất muốn được giải ngân vốn nhanh. Nhưng ở đây thì cái thủ tục đầu tư quá rườm rà, quá nhiều. Bởi vì một cái dự án đầu tư công thì thực hiện nó phải có 14 luật. Luật nào thì cũng nghèo tí vào cái việc của mình thì ạ. Thế đâm ra nó rất thành chậm. Cho nên cái này thì thiết nghĩ rằng cũng phải Bộ Hoạch Tư, cũng phải là cơ quan tổng hợp cắt bớt các quy trình đó. Hoặc là cho thường trực hội đồng đấy. Hay cái gì của địa phương trả địa phương, cái thẩm định dự toán thiết kế của địa phương, DTM của địa phương, thua đất lúa của địa phương nào được hết. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề xuất kiến nghị thêm với đoàn công tác một số khó khăn về thể chế cần sửa đổi như tháo gỡ để nhanh thủ tục, trình tự phê duyệt, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa trên 10 ha, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để tỉnh triển khai đẩy nhanh những dự án trọng điểm như dự án đường Tân Phúc – Võng Phan, dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Cũng xin kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội xem xét để sửa đổi các cái quy định về đầu tư. Xin thưa các đồng chí, bây giờ để thực hiện một cái dự án nào, chuẩn bị dự án này, triển khai dự án này, kết thúc dự án này, tôi nói cái khâu đầu tiên là khâu chuẩn bị dự án. Tôi yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo của tôi các quy trình. Tôi xin tính trong khâu chuẩn bị dự án 7 khâu công việc quan trọng, hết tổng số thời gian cho việc chuẩn bị dự án ở đây là 500 đến 565 ngày. Tôi chưa tính khâu một khâu nữa, đấy là khâu giải phóng mặt bằng, một dự án mất khoảng 6 tháng đến 1 năm. Và tôi cũng chưa tính đến những cái trường hợp đặc biệt là có những dự án mà phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mất 1 năm rời. Có những dự án mà gọi là chuyển đổi đất lúa mất cũng đến 1 năm trời, thậm chí cá biệt có những dự án về cụm công nghiệp gần 2 năm để hoàn thiện chủ trương đầu tư công, và nó mất rất nhiều thời gian. Riêng khâu lập và phê duyệt chỉ mất 90 ngày để có được cái chủ trương đầu tư công. Và làm sao tiền có mà không tiêu được, nó cũng vì nguyên nhân này đấy. Thì tôi đề nghị rất tha thiết cần phải rà soát sửa đổi lại các quy trình thủ tục phân cấp phân quyền, luật ngân sách nên sửa đổi cho phép ngân sách địa phương họ linh hoạt hơn. Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác Chính phủ chia sẻ những khó khăn vướng mắc của tỉnh Hưng Yên, đồng thời giải đáp trao đổi một số kiến nghị đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh theo thẩm quyền, thảo luận các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thay mặt đoàn công tác của Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, tập trung tháo gỡ những khó khăn thời gian tới, trong đó cần bám sát mục tiêu đã đề ra, cần đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi số là đột phá cho sự phát triển, tập trung theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, ưu tiên phát triển một số ngành lĩnh vực có thế mạnh. Đồng thời, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm phát triển khu công nghiệp hiện đại,
thu hút nhân lực lao động chất lượng cao về tỉnh làm việc, tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác quy hoạch bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên cơ sở kế thừa quy hoạch giai đoạn trước và cập nhật bổ sung tình hình mới, điều kiện mới. Chú ý công tác quy hoạch có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, đồng thời phải giải quyết bài toán tổng thể, tìm ra các hạn chế yếu kém để có giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới cái mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cái chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó tập trung cái tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, ưu tiên phát triển một số ngành lĩnh vực có thế mạnh, mà cũng như là cái đã nói công chí là ưu tiên cho cái công nghiệp rồi, đấy, định hướng đầu tư phát triển đầu tư nước ngoài rồi, đấy, những cái địa bàn trọng điểm rồi, nhưng mà cũng phải vào công nghiệp công nghệ cao, đấy, thì cái này cái chuyển đổi số là rất có ý nghĩa vào cái việc đó. Đồng thời cũng tập trung cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao cái sức cạnh tranh của nền kinh tế, tập trung thu hút có chọn lọc các dự án lớn, các dự án công nghệ cao, xanh, thu hút tập đoàn đa quốc gia đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thì cái này các đồng chí cũng đã định hướng làm rồi. Ở đây tôi cũng nhắc lại và rất đồng tình với phương hướng đó. Các cái nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc sắp tới đây là đi để triển khai cái đầu tư của Mỹ. Đấy, sau khi mà nâng cấp quan hệ này lên, những cái này là rất tiềm tàng. Dưới con mắt nhà đầu tư nước ngoài thì Hưng Yên hội tụ đầy đủ những điều kiện để có thể phát triển được. Mình không được để mất cái cơ hội này. Quan tâm đầu tư phát triển các cái khu công nghiệp hiện đại, đô thị lớn, nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, giá trị cao, an toàn và bền vững. Tăng cường hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong nước, tạo cái không gian phát triển cho doanh nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng để thu hút, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tăng cường cái lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch. Khẩn trương hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2023-2030 tầm nhìn đến 2050. Trong đó phải đảm bảo tích hợp đồng bộ thống nhất với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Đồng thời khi đã được cấp có thẩm quyền duyệt quy hoạch thì phải triển khai thực hiện ngay, nghiêm túc triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là một số các dự án giao thông, các đồng chí cũng đã nói rồi, vành đai 4 rồi là cái tuyến đường Hà Nội Hưng Yên kéo dài, rồi một số các cái tuyến đường đấy, di sản kết nối thì ưu tiên tập trung vào những cái dự án này. Cái thứ ba là đẩy mạnh thực hiện cái việc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là giải ngân vốn tại các cái dự án trọng điểm. Đấy. Thì cái này hôm nay là hội nghị thì cũng đã nói rất nhiều về những cái điều này. Đấy. Và cái cách thức để tiến hành cái giải ngân đầu tư công. Các bộ ngành thì cũng rất là đồng tình với cái hướng đó và cũng tạo những điều kiện thuận lợi nhất. Một số những cái đáp ứng của các cái bộ ngành cũng giúp cho địa phương tháo gỡ những cái khó khăn bước đầu về cái việc này. Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động và đề nghị các bộ ngành quan tâm hơn đến việc giải quyết các kiến nghị đề xuất của tỉnh một cách nhanh chóng hiệu quả hơn, hỗ trợ Hưng Yên thúc đẩy phát triển kinh tế trong năm 2023 và những năm tiếp theo.